Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jenga Resort and Casino, HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. My Phương Beauty and Wellness Center, xăm phong thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Quý vị đang theo dõi chương trình phát hình live của Little Saigon TV trên màn hình 57.7. Bên cạnh chúng tôi là anh Anthony từ công ty FMG, và mỗi thứ hai hàng tuần anh lại đến gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến túi tiền của quý vị. Gửi lời chào anh Anthony ngày hôm nay. Xin chào anh Thuận, kính chào quý vị. Và thưa anh, cũng như thưa tất cả quý khán giả, khi Donald Trump lên thì các nhà kinh tế ra họ đã đưa ra các phân tích. Họ nói rằng nếu mà không khéo đó, kế hoạch giảm thuế của ông Trump đó càng gây hại đến nền kinh tế, có nghĩa là nguồn tiền vào quỹ an sinh xã hội, bởi vì giảm thuế mà, rồi nguồn tiền vào các quỹ xã hội khác sẽ bị cạn kiệt. Tuy nhiên nếu thành công thì không có lo sợ vấn đề đó, nhưng mà nếu bị thiệt hại thì cái nguồn tiền đó sẽ bị cạn kiệt, và những người mà ngay bây giờ đang đi làm về sau này dựa vào cái quỹ an sinh xã hội sẽ gặp khó khăn. Chính vì thế mình nên nghĩ tới cái chuyện đầu tư cho mỗi mình, phải không anh? Dạ, thế đúng. Hồi tuần rồi thì Anthony có nói về những cái quy luật mới của những cái quỹ hưu trí 401k hoặc là những cái quỹ hưu trí cá nhân. Thì kỳ này đây thì Anthony sẽ trình bày những cái quỹ hưu trí mà cho những người self-employed, những business owner. Đó. Đó. Thì anh nói ông Trump thì có một cái plan đó là phải giảm thuế để mà giúp cho những người business owner. Đó. Đó. Thì cái bốn cái retirement plan này mình tuần này mình sẽ nói về là để giúp cho những business owner, những người self-employed mà khấu trừ thuế hay là để dành tiền về hưu trí. Cho nên nếu mà nhận được cái tiền giảm thuế của ông Trump á, thì dùng cái đó để đầu tư cho cái quỹ hưu bổng của mình. Tại vì những người này, ngay cả những người này họ dựa vào cái an sinh xã hội cũng không có nếu mà cả đời anh mà chỉ biết làm chủ các cơ sở kinh doanh thôi. Thứ nhất là thì anh làm chủ thì anh không có những cái quyền lợi của công ty. Hồi xưa anh là nhân viên của công ty thì anh có cái 401k, công ty match gì nọ. Thì thật sự mà nói business owner cũng có những cái quỹ hưu trí nó tương tự như vậy. Cái plan đầu tiên thì mình muốn nói là nó gọi là solo 401k hoặc là uni 401k hoặc là individual 401k là cho những cái trường hợp như là husband and wife mà làm chủ một cái cơ sở không có employee hay là ít employee. Những gì mà anh trình bày đó nó không có thay đổi cho dù Obama hay là Donald Trump, phải không anh? Vâng, thưa vâng. Dạ, thưa đúng anh. Đầu tiên là solo 401k. Tức là chính mình, nếu mình làm là self-employed, mình có thể mình mở một cái 401k cho chính mình. Được trung bình là 18.000. Thì nó cũng giống như cái tiền mà là cái 401k mà anh làm trong hãng, anh có thể anh khấu trừ tới 18.000. Có lý quá hả? Mà không cần, hơn nữa là anh có thể là tại vì anh là chủ, anh cũng như là anh nhân viên, thì anh là chủ anh có thể anh match cái 18.000 đó thêm 25% của cái lợi tức của anh. Đó. Thì cái tổng số tiền mà anh có thể anh khấu trừ 401k individually đó nó lên đến 53.000 cho 2016. Wow. Đó. Husband là một, wife là hai, là anh có thể anh double up thành 50 mấy ngàn đó. Tại vì trong này nói rằng nếu mà 50 tuổi trở lên nữa đó thì được thêm 6.000. Là 24.000 là cho một người rồi. Đó thì cái những quỹ self-employed mà không có nhân viên thì cái quỹ này mình có thể mình khấu trừ cho những cái tiền mà lợi tức của mình. Cái quỹ tới thì nó gọi là Simple IRA. Simple nó có chữ acronym đó là Saving Incentive Match Plan for Employees. Hay quá ha. Thì cái này là thích hợp cho những cái công ty mà có dưới 100 employees.
Thay vì có nhiều hãng như là SP 500 Founder Company, nó có rất là nhiều employee thì nó mở 401k. Còn những cái công ty mà có dưới 100 employee đó, thì cái cost để mà set up cái này rất là rẻ. Nhưng mỗi người employee có thể là khấu trừ cho tới là 12.500 mỗi người employee. Mà người chủ đó là có hai cái option để match. Một đó là match 3% của lợi tức của employees. Hai nữa là các anh không cần biết, anh chỉ match 2% cho tất cả những người mà employee tham dự vào cái Simple IRA này. Thì cái Simple IRA này đó là rất là thích hợp cho những cái công ty mà có 100 employee, ít hơn 100 employee hết rồi, để mà giữ employee lại. Cái quỹ tới nó gọi là SEP IRA. SEP thì nó viết tắt cho là Simplify Employee Pension. Thì again, một lần nữa thì cái quỹ này thích hợp cho những self-employed mà không có employee. Có ít employee cũng được. Tại vì sao? Mỗi một người employee anh có thể anh khấu trừ tới là 25% của cái quyền lợi tức của anh. 25% nhá. Nhưng mà cẩn thận, tại vì khi mà nếu mà anh khấu trừ 25% mà anh có employees, anh cũng phải khấu trừ cho employee đó bằng như vậy. Thì nếu mà có nhiều employee thì nên qua Simple IRA. Nếu có ít employee thì nên để SEP IRA. Cái SEP IRA, tại vì cái khấu trừ của người employee là đến 53.000 đó. Tại vì sao? 25% của cái income của anh. Rồi đó, thì cái số tiền khấu trừ rất là đúng, rất là cao nhá. Nhưng mà nếu mà có employee thì mình sẽ không cũng như là nó hơi tốn tiền, tại vì anh phải match cho employee những cái percent mà anh match cho anh. Nhưng mà có lý ở đây đó là 59 tuổi rưỡi là có thể được rút rồi. Dạ, những cái quỹ hưu trí này là nó được rút sớm. Quy luật cũng giống như là cái retirement account thôi, tức là đến 59 tuổi anh mới lấy ra, mới được quyền lấy, không có bị phạt. Lại đương nhiên là cái số tiền anh lấy ra là anh phải đóng thuế. 70 tuổi rưỡi đó là trễ nhất mà mình có thể phải rút, phải không ạ? Thì nó bắt theo cái quy luật phải rút, nó theo những cái quy luật của retirement của cái hưu trí đó. Cái quỹ cuối đó là defined benefit plan. Defined benefit plan là cái này geared toward những người mà làm income rất là cao. Trên 250.000. Dạ, thì cái số khấu trừ anh có thể lên đến 215.000. Wow. Nhưng mà cái plan này đó thì nó hơi đắt để mà set up. Okay. Very costly. Đó. Thì như vậy, self-employed đó, thứ nhất là mình phải đóng thuế Social Security, đóng thuế đủ thứ hết. Nhưng mà nên, tại vì mình không có những cái quyền lợi mà như là những người nhân viên làm cho hãng, thì nên set up những cái plan như vậy. Cái điều ở đây rất là hay, bởi vì nếu mà anh không đầu tư đó, anh cứ để tiền một chỗ, bởi vì tôi biết có nhiều người họ sợ đầu tư, họ cứ để tiền yên một chỗ đi. Nhưng mà để tiền yên một chỗ như thế đó là mình chống lại lạm phát, là mình lỗ thê thảm, phải không anh? Không nên để tiền một chỗ như vậy. Bởi vì tiền của quý vị bây giờ mà so với 10 năm nữa mà quý vị để yên một chỗ đó. Anh để nhà hoặc là anh định để trong nhà băng này cũng vậy thôi. Thà là mua công trái phiếu nó lợi rất là ít, nhưng mà ít nhất anh có được 1%. Dạ, thì đúng. Hay là 1-2% gì đó. Dạ. 10 năm sau hoặc mua công trái phiếu 10 năm hay 20 năm, phải không anh? Nhưng là những cái quỹ này đó thì khi mà anh đầu tư, những cái tiền lời nó là sẽ hoãn thuế cho đến khi mà lấy ra thôi. Thì lời nó đẻ ra lời. Đến lúc đó nếu mà anh... Một lần nữa, khi mà đến cái tuổi 59 rưỡi hoặc tới 70 rưỡi mà quý vị tính lại đó, thì một là quý vị phải ngừng làm việc hoặc là làm việc thật ít để quý vị có được cái income vừa phải. Tại vì cái thuế, cái bracket, cái khoản thuế lúc đó nó sẽ dựa theo cái lợi tức của mình và đánh thuế rất nặng. Tại vì khi mà anh rút ra như vậy nó sẽ cộng cái tiền đó là cái income của anh, đúng không? Thì đúng rồi. Thì những cái quỹ hưu trí này đó là anh có thể anh bắt đầu anh lấy ra đó là 59 tuổi rưỡi, nhưng mà không phải bắt buộc. Mà đến 70 tuổi rưỡi là mình phải bắt buộc phải lấy ra. Nhưng mà thì nếu mà còn sức khỏe thì cứ đi làm. Họ có nói là minimum lấy ra là bao nhiêu không anh? Đến 70 tuổi rưỡi thì nó có cái công thức là minimum. Thí dụ như là cái khoản anh để dành được 100.000 thì anh phải lấy ra thí dụ 1.000, thí dụ như thế. Dạ, dạ.
có cái công thức và cái người mà lo cái hồ sơ của vị sẽ biết. Bây giờ mình muốn mở những cái chương trình này thì mình gặp ai anh? Thứ nhất là văn phòng FMG là một. Thứ hai thì những cái văn phòng tài chánh thì anh có thể, hoặc nhà băng thì cũng có những cái department về investment. Thì quý vị cứ nếu mà có câu hỏi thì cứ hỏi, cứ liên hệ về với lại văn phòng FMG thôi. Dạ vâng, liên lạc với FMG. Một lần nữa thưa quý vị, nhắc lại sơ qua, mình có chương trình Solo 401k. Rồi thứ nhì là mình có chương trình Simple IRA. Trong bốn cái chương trình này thì anh thấy rồi SEP IRA, rồi chương trình cuối cùng là chương trình Defined Benefit Plan là chỉ cho những người giàu. Theo opinion của Anthony đó, thì nếu mà husband and wife only thì là đi solo. Solo là hay nhất. Tại anh không có match IRA, chỉ có hai vợ chồng thôi. Cái SEP IRA thì nếu mà anh có cũng như là partner, hoặc là anh có 5 người employee đi, thì khi mà anh cũng như là khấu trừ những cái gì cho anh phải khấu trừ cho 4 người kia. Đó. Nhưng mà husband and wife là solo 401k rất là thích hợp. Nếu quý vị có thêm thắc mắc cứ liên lạc với anh Anthony từ FMG hỗ trợ thêm cho quý vị vào chương trình đầu tư về già cho mình. Đừng chờ đợi về an sinh xã hội nữa. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả và xin cảm ơn anh Anthony rất nhiều. Hẹn anh vào thứ hai tuần tới. Cảm ơn anh, xin cảm ơn quý vị. Mong rằng quý vị tiếp tục giữ băng tầng 57.7 của Leadership on TV, theo dõi các chương trình thường lệ cũng như trở lại với chúng tôi 5 giờ chiều nay trong phần tin tức trong ngày quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc hoặc là nghỉ ngơi thật là vui. Trân trọng kính chào.